Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình ngay tiểu tử bà đạo ngựa cho mọi người nha. Chào anh em game Pocket chính cho mình ngay tiểu tử bà đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước vào video cho anh em xem video vẻ đầu video cho anh em cho xin một like và một đăng ký kênh hỗ trợ phát triển nhanh của người dân nhiều. Thì chỉ biết làm sao anh em quay video xong giờ edit vào edit thì đoạn này tự nhiên nó bị lỗi âm thanh các bạn, nó mic kiểu như bị dè bị riết, anh em chưa biết làm sao nữa. Thôi thì thu đánh thu âm lại đoạn một đoạn đầu là anh em. Ok, nó video ngày hôm nay thì có nhiều hôm anh em chúng ta sẽ cũng như cập nhật thời tiết các thử và vui chơi sự kiện anh em, và cùng nhau lại đến với con app VIP không của tôi để xem hôm nay có gì hot không nha các bạn nha. Đâu dám ơi, nuôi kính luôn á. Ok, xem nào, sự kiện này có gì hot không. Evan là mốc 10k 300 kim cương anh em, nhận được dương thần thú này, mốc 300 nhận được cháu common mới à, con người tiêu phí cho nó nhận được đấy. Bình thường các bạn lại vé, ui 200 vé lại các bạn, không biết là sắp tới lại có sự kiện gì đây. VIP cổng mua bánh mì, nhận quà nào, quà anh em. Rồi, chúng ta có cái này từ sự kiện vừa rồi anh em, nạp quà chọn quà, nạp tiền chọn quà anh em AB. Mốc 2k rồi à, nhận được ít dấu tích Z anh em, 900, 2k4 cũng được các bạn. Tôi chỉ đến tương nói nhưng mà tôi nghĩ đây dấu tích rất ngon nếu anh em xem mới. Bạn quay thì bạn quay Zakora anh em, Diamac. Cái này bạn nếu có quay cho vui thì ăn khá bấm. Nạp tiền chọn quà AB chẳng cũng được anh em. Và bảo năm mươi thẻ đột phá đội kỳ tích. Vô cái này còn đâu được anh em. Tiếp theo là mấy cung anh em, hãy xem trẻ đẹp có gì nào. Hôm nay trẻ đẹp có mưa lớn anh em, 9h54 đến 10h54 anh em tranh thủ dẫn bắt nhá. Ok, rồi đã chơi thế được rồi. Giờ quà VIP không tiếp anh em, nói đi nói vẫn phải cày cuốc các bạn. Ok, ghé VIP không nào. Ok các bạn, bắt đầu mình mới việc nhận quà nào. Rồi. Không hết. Thôi, không quá quên luôn. Evan nào. Ký nhận hộp mã cấp kìa, ba hộp mã cấp cao anh em, nhìn được một cái áo 45 thì phải. Sai này là gì, 1-2%. Thư này rồi, đây chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây, đọc bả cái đi anh em. Một viên đá, ok, quét nào. 3 50 kim cương. Ok, bạn mở qua nào. Thêm ít túi tiền. Ok. Túi.
thần mật phá. Năm mươi kim cương ngon đấy, có đài nào quét. Ok bạn quét tiếp nào, tiếp tục lại quét anh em, quét tiếp tục, tiếp tục quét rồi lại quét, quét tiếp nào. Rồi ok, ok chốt đây, thằng chân ra sẽ đi đập đá luôn anh em nhé. 18 túi cũng mấy cái ấy anh em, tôi thấy vừa thấy mấy cái nói không cũng được. 27 28 30 vô thu nào, thu tiếp anh em, thu nữa, thu, ok thu các bạn, nâng HP lên nên điểm các bạn. Rồi ok, bắt đầu hành trình làm việc anh em, huấn luyện mạo hiểm võ đài. Ok chúng ta sẽ đập đá trước, bay nước siêu à, này chúng ta có bay nước siêu nước này và một trận Pokemon đam thấp nhất. Rồi chiến thôi. Ok chiến nào, rồi để xem nào, hút nhân thể làm gì, thôi anh em kiểu gì nó vẫn phải hút này. Còn cái nước thì rồi dù một lượt đã pull luôn cái ấy rồi nghe cũng được đấy, một lượt pull rồi anh em. Đó xem nào, được bao nhiêu vàng đây, được bao nhiêu vàng đây, 200k, 300, ấy già được đấy các bạn, được của nó đấy, được của nó đây anh em, được của nó đây các bạn. Cũng được. Ok luôn. Ok bạn xong luôn nha. Đó. Qua, nhận qua nào. Rồi. Ok anh em. Không dài dòng nữa. Đây nào. Ok các bạn. Tiện tay lên thôi. Ok, kiểu 2. Được luôn anh em. Vui nào. Thầy bét. Về nào. Rồi. Con đường huấn luyện. Ít dùng cho dồn HP nhiều quá rồi, giờ tệ lại sao kịp ta, ngồi trừ phạt 400 tích điểm, tích điểm các bạn, cái này phải tích điểm thôi, cái này phải tích điểm lên các bạn. Rồi chỗ này cứ tích điểm từ từ anh em, con nào này thấy có nhiều triển vọng này. Ok đấu PK phát nào,
tầng 32. Nghèo phát anh em. Luôn, không mưu được quả chất lượng uy tín đấy, để của anh em vạ vớ mặt luôn. Một quy. Rồi, phụ đơn thẻ đi. Phụ đơn thẻ đi. Anh hút đi anh em. Ok, nói chung thì video sáng nay thì tình tôi cập nhật qua thông tin tình hình sự kiện mới anh em phụ chơi nào thế thôi. Giờ tôi sẽ kể qua anh em, mới có gì hot nữa thì tôi sẽ quay thêm anh em, đó, xem đây có gì hot không, chỉ có thêm cho các bạn nha. Đó, video tạm thời kết thúc thôi, hẹn gặp anh em ở clip theo, giờ thì bye bye.